này làm ngon quá đi. Nè, hai đứa phải ăn hết nha. Mẹ sợ mập không dám ăn nhiều đâu. Dạ, tụi con sẽ ăn hết ạ. Nhưng mà mẹ đâu có mập. Mẹ đẹp nhất nhà mà. Mẹ làm bánh ngon nhất trên đời. Con ăn vào muốn bay lên vũ trụ luôn đó. Chưa cô khéo nịnh mẹ quá đi à. Con không có nịnh đâu, con nói thiệt mà. Hai đứa ăn ngon là mẹ vui rồi. Mẹ sẽ làm thêm thật nhiều món ngon cho hai đứa ăn nha. Yeah, mẹ tuyệt vời nhất. Mẹ tuyệt vời nhất. Không ổn rồi. Thằng Choco ngày càng được lòng người trái đất. Không biết bao giờ nó mới bị đuổi ra khỏi nhà để tụi mình bắt về cho nữ hoàng. Tụi mình phải nghĩ cách mới được. Ôi da. Người ta thích thằng Choco vì nó hay khen thôi. Mình phải làm sao cho nó toàn nói những lời xấu xa, đáng ghét, thì nó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Đúng rồi, dùng viên kẹo nói xấu đi. Thằng Choco mê nhất là sô-cô-la. Để đây chắc chắn nó sẽ ăn liền. Kiếm mấy lon nước uống đi, khát quá. Để con cất đồ vô tủ lạnh cho mẹ nha. À, có một viên sô-cô-la ở đây. Thích quá. Nè, hai đứa thấy mẹ mặc đầm này đẹp không? Màu này mẹ mặc không hợp lắm. Nhưng mà vẫn ổn. Con thấy cái đầm này xấu quắc à. Mẹ mặc nhìn mập ú mà đen thui thùi lùi luôn á. Ôi, sao mình lại nói vậy nhỉ? Mình có nghĩ như vậy đâu ta. Món canh mẹ nêm mặn á. Chắc mẹ lỡ tay. Choco, sao con nhăn mặt vậy? Đồ ăn hôm nay mẹ nấu dở ẹt à. Ôi, lại nữa rồi. Sao mình lại như vậy hoài ta? Choco, sao bạn lại nói với mẹ như vậy? Làm mẹ buồn đó. Đồ ăn hôm nay chỉ hơi mặn xíu thôi, nhưng mà vẫn ngon. Mình không biết nữa. Mình cũng nghĩ như bạn, nhưng không hiểu sao mình lại nói như vậy nữa. Nếu muốn góp ý với người khác thì con phải dùng lời lẽ nhẹ nhàng, không nên nặng lời chê bai khiến người khác buồn. Nay bạn ăn trúng gì mà toàn nói những điều không hay vậy? Hình như từ lúc mình ăn viên kẹo sô-cô-la trong tủ lạnh. Đúng là tụi bò khỉ muốn hãm hại mình rồi. May mà nhà mình có gắn camera nên mới biết được. Vậy bây giờ phải làm sao? Bạn có thuốc giải không? Không sao đâu. Mình nghĩ chỉ cần uống thật nhiều nước là viên kẹo sẽ hết tác dụng liền à. Mẹ ơi, Choco không cố ý nói những lời làm mẹ buồn đâu. Mẹ đừng có giận bạn ấy nha. Các người không đi bắt thằng Choco mà ở đây uống bia rồi quậy phá hả? Cái này là nước ngọt chứ bia gì. Bà quát tháo gì hả cái bà già xấu xí kìa. Bà muốn thì tự đi bắt đi. Đúng là xấu người còn xấu nết. Trời ơi, các người đúng là chán sống rồi mà.